giờ tôi tới đây tôi mong là tôi đợi mấy bạn nữ tới thôi. Còn mấy ông được rửa từ từ tới cũng được. Thực ra không có con gái thì đến đây là vô nghĩa. Nhớ mấy lần đi đâu chơi mà chỉ còn được dựa thôi với nhau thì thực sự nó rất là buồn. Đó. Chỉ cần có một đứa con gái, không quan trọng là nó có phải người yêu mình hay không, chỉ cần đơn giản là con gái thôi. Có mặt trong phòng thôi là tự dưng là cho nó xông xông đúng không? Yeah. Nó rộng ràng lắm đúng không? Quang hả thì thường thích chắc là dịu dàng một chút xíu. Quang thường có ấn tượng với các bạn nào nữ nào tóc dài, biết nấu ăn thì càng tốt. Yên tâm đi, chắc nữ ở đây là ai cũng biết đó. Vậy chứ mẫu một mẫu người lý tưởng không là sao? Thì nói chung là kia tóc dài đúng không? Thì mình không có chọc đầu là được. Chỉ ông kia hơi nhỏ nhắn một xíu. Chở che rồi. Chở che này kia hả? Đó, không, nhiều khi nhỏ nhỏ thì mình đi mình ẩm rồi khỏe đúng không? Mình đỡ. Như tôi yếu yếu nè, ấm ấm rồi ẩm đi. Chửi cho. Mình mẫu người của Dương là sao? Dễ thương. Cười dễ chịu thôi chứ không có gì á. Đấy là thích một cái người mà lúc nào cũng tươi tắn á. Các bạn chia sẻ về mẫu người yêu và quan điểm của mình. Ai chà, ai nói trước đi chứ. Em thì em thích một người lớn tuổi hơn. Lớn hơn, ít nhất là khoảng 3 tuổi. Em 93. Em 93 tuổi. Thì lắm, 99. Thì chín chắn, chững chạc, tinh tế và đừng có đẹp trai. Em sẽ thích nhiều vậy em. Trời ơi. Cho nên mới tham gia chương trình. Nói nhưng mà không có đẹp trai mà. Ai có đẹp trai. Em cũng giống vậy á, tự tự vậy luôn á. Có đẹp trai không? Chậm. Sao cũng được, mà đẹp thì tốt hơn. Tốt hơn đúng không? Em thì đẹp thì thích. Em thích mẫu người chu đáo, trưởng thành và nói chung là họ có bản lĩnh. Có nghĩa là giống như một quý ông vậy thì em thích. Mẫu bạn trai của bốn người, bốn chị em mình là y chang nhau. Nhưng mà lỡ trong nhà chung nó có một anh thôi, có được những cái đó thôi. Giờ mình làm sao? Mọi người nhường chị đi ha. Tùy anh đó. Đúng không? Đúng rồi, chị nói vậy thôi. Nhưng mà chị nghĩ là con trai á, nó có một cái mẫu riêng. Giống như mình có cái mẫu thì người ta cũng có cái mẫu. Mà người ta thích cái mẫu đó rồi á, mình có cạnh tranh cái gì cũng không được. Đó, nên chị em mình nói trước ha. Đó, giờ nói là dặn vậy trước đó. Rồi, việc bảo bố anh lớn là em. Cái này giống như kiểu cưới mà mặc đồ đỏ á chị, nhớ không? Mịt mặt xong rồi ngồi chờ trước để vô mở mặt ra. Bây giờ là chuyển sang là bây giờ cặp là cưới. Rồi, cặp là không cưới luôn hả? Không có yêu đương gì hết trơn á. Sao không thấy ai hết trơn à? Đâu? À đây nè. Chị tôi. Ủa vậy ạ? Sao em tìm được ai đấy? Dụng em ra trời, chắc là anh cái này chắc em nào lên tí rồi mà anh em. Cái gì này? Chết luôn. Ôi, đụng trúng ai rồi nè. Ôi, đụng rồi. Coi. Em giơ tay ra để anh đụng. Một số điểm nhạy cảm. Ok. Ra đây em. Đi đâu. Ủa? Cái này là đã có ai chưa đấy? Bạn có ai chưa? Em không biết nữa anh ơi, vậy giờ em không biết, không nghe, không thấy gì. Thôi, chờ em. Only you. Chờ em. Không phải rồi, cái này em nhìn thấy cộng dây là không phải rồi. Tính là anh tính chơi em cái gì? Hai em. Anh hai. Ủa anh đến với kia nè. Tới chắc cũng được nửa tiếng chứ này nửa tiếng. Em tới lâu chưa? Em tới từ 4 giờ rồi. Em ở người Sài Gòn luôn hả? Hay là em ở đâu? Em thì qua Phan Thiết. Phan Thiết. Ở trong đây đi học với đi làm thì cũng 8-9 năm rồi. Ủa công việc hiện tại của em là... Em làm tiếp viên hàng không. Anh làm tiếp viên hả? Vậy là anh với em cũng chung ngành đó, anh làm bên sân bay. Vias hả anh? Anh không, anh làm bên sân bay Dubai. Không.
Em làm cho hãng nào? Em VNA. À, VNA hả? Ok. Vậy là cũng có à, em nói chuyện với một bạn giọng hình như là bạn ấy là miền Trung. Em cảm giác là bạn ấy cũng rất là nhẹ nhàng. Cái cách nói chuyện bạn cũng rất là cuốn hút. Em nghĩ là bạn này sẽ là một bạn nữ tóc dài. Cảm thấy bạn này rất là nhẹ nhàng, từ tốn, kiểu thùy mị. Dạ. Mình thấy được ở dưới chân của em á, thì nhìn ngang qua thì em thấy cái tầm tay của anh đó hơi cao, cho nên em nghĩ là anh này phải rất là cao lắm, phải hơn em rất là nhiều. Anh ấy thì em cảm thấy rất là hài hước, vui tính. Hơn nữa thì chúng em có trò chuyện thì được biết là cũng làm cùng ngành với nhau, nhưng thì em cảm thấy cũng vui một tí khi mà gặp được người cùng ngành. Anh sinh năm nhiêu ta? Anh 80. Anh 89. Anh 90. Anh 93. À, ok. Trời, em mà nói em sinh năm 89 cái anh hết hồn luôn. hồi nãy em xưng anh ngọt xớt luôn á. Em nghĩ bạn này sẽ có chiều cao chắc khoảng 1m62, em đoán là vậy. Giờ còn mẫu bạn trai lý tưởng của bạn thì em nghĩ chắc là bạn sẽ thích một cái người mà cũng chín chắn, cũng có từng trải một chút xíu. Và bạn sẽ thích cái mẫu người em nghĩ là điềm đạm. Giờ tại vì em cũng chưa tiếp xúc với lại những cô gái khác, thì theo ấn tượng của em với bạn nữ đầu tiên thì em nghĩ bạn này có để lại một ấn tượng khá tốt trong lòng em. Dạ. Wow, cái anh mà em vừa được nói chuyện thì em cũng cảm thấy anh ấy rất là thú vị. Và nói chuyện về ngành, về những cuộc sống bên ngoài cũng rất là vui, cho nên là em cũng muốn được tìm hiểu với anh ấy. Ô, Thành anh áo sáng rồi. Anh thứ hai mặc đồ đẹp kìa. Thì đó, mi anh đậm màu đen đúng không? Chắc là cuối cùng quá à, mắt thấy tròn tròn. Như là cũng chuẩn bị cử đúng không? Sao vô đi. đứng cái sao đó ta? Có thấy quá trong tưởng tượng không? Không, em cũng giống như anh suy nghĩ. Còn anh thấy anh ngoài sao? Ngoại hình thì giống. Ừ. Sao ấn tượng đầu tiên với anh thế nào? Đi từ xa đã phát hiện rồi phải không? Em biết từ lúc trên xe rồi. À vậy hả? Dạ. Tại vì thấy trong một đám có một người khổng lồ không hả? Ừ, thấy đó. Ủa, em là có giáo mầm non đúng không? À, hay quá trời. Anh tên gì? Anh tên Dương. Tên Dương hả? Còn em dạ, tên gì? Em tên Nga, nhưng mà mọi người hay kêu em là Bắp. Cái giọng như cái mặt nó cũng giống nhau thôi. Nó cũng như con chim chép vậy. Không, như con chim vậy đó. Em dạy đó mà, cho nên chắc anh nhận ra thì dạ, đúng dạ. Rồi. Anh nhận ra em. Nhưng mà hôm qua có một chút nhầm lẫn xíu, đó là cái lúc mà gặp nhau, cái lúc ở ngoài mà khi mà bị mát đó, xong mình đi tìm á, thì cái lúc đó là cái tiếng nó ồn quá, xong rồi không có nghe được rõ á. Trong bốn bạn nam thì nói giọng bằng, đúng rồi, cho nên là mình biết rằng chắc chắn đó là bạn. Nếu như không phải là bạn thì không thể đặt được. Rất vui các bạn. Thì sau cái buổi tối qua thì hôm nay được nhìn thấy mặt nhau lần đầu tiên thì anh cảm thấy thế nào? Wow, rất là vui. Sao lại vui? Ờ, vì bạn xinh hơn bình thường. Really? Cái mẫu người trưởng thành như bạn thì nó có giống với cái gì mà đơn giản bạn gặp mình tại đây, và nó chỉ đơn giản là bề ngoài thôi, chưa có thể là tìm hiểu được sâu thì... Em là một người cá tính, còn về trưởng thành là ở trong suy nghĩ thôi. Chỉ cần giống như gọi là khéo léo, khôn khéo một xíu, giống như kiểu như vậy thôi. Vậy thì mình fail rồi, vậy thì mình fail rồi. Cảm giác khi các bạn nữ khác tìm được một nửa của mình, còn mình thì đứng bơ vơ thì cảm thấy là rất là mắc cười. Tại vì không hiểu làm sao mà mình lại không được chọn. Hy vọng là những ngày còn lại các cô gái sẽ ấn tượng với mình. Là Thanh vẫn sẽ chọn chàng trai lúc nãy mình gặp để cùng chơi trò chơi trang trí bao bố. Nga nghĩ là Nga sẽ chọn cái chàng trai lúc nãy sẽ cùng với mình tham gia cái trò chơi đó. Cũng giống như hai bạn nữ là chắc là mình cũng sẽ chọn lại chàng trai cũ để tham gia cuộc thi mà trang trí bao bố đó.
Nhéo. Cái hả ta? Cái hả? À, em có giỏi trang trí không? Dạ không. Ok, thôi chúng mình cứ làm theo cảm tính đi ha. Chắc hình máy bay đẹp. Ok ok, tại vì mình là hàng không đúng không? Để anh đáng anh phải thảo ra cái máy bay. Cái gì bỏ vô nhỉ? No, để vậy. Một cái máy bay nha. Em nghĩ là mình làm cái trái tim, cái trái tim bự vậy nè. Đủ không? Em sẽ xé từng nhỏ ra. Vậy nè. Giờ bên đây em dán hoa lá hẹ cành gì đó may. Ok, cũng được. Ha. Vậy là để em xé nha. Nghề của em. Rồi ok. Mình không có kéo, không có viết, không có gì luôn á. Mình sẽ làm hình trái tim xong rồi thế này được. Nếu mà mình mở ra thì là mình có hai trái tim. Em sẽ cắt cho. Ủa mà, ơ hình hình trái tim kiểu này hả? Trái tim kiểu diamond á. Tóc cóc cạnh hả? Mình sẽ làm trái tim khác với mọi người. Tình yêu như viên kim cương. Người ta hỏi là sao vậy lại? Tại sao? Thì mình đến cái công việc mình yêu thích. Mình có lá gì đó. Mình cũng trái tim hết mà. Đây là trái tim đôi nhá. Anh kiếm được cái này thì em thấy có... Wow, đẹp quá vậy. Thưa với chương trình, thưa với ekip, đây không phải là em phá hoại thiên nhiên. Cái này là do trước đó. Em nghĩ bây giờ mình như thế thôi. Em nghĩ thế là đủ rồi. Không cần nhiều đúng không? Nếu như bây giờ thì em nghĩ nhá, cứ những cái lá ra để tất cả ngoài. Yeah. Dùng hết sức đàn ông để cắt được cái lá này rất là mất rất nhiều sức, nhưng mà bởi vì là có chân em nó có bạn gái đây nên là phải lấy hết sức. À không thấy thì sao chị Lan, hay là anh để cao hơn xíu? À để cao hơn sẽ đẹp hơn. Ok, 1 2. Đâu rồi anh, đâu rồi? Mọi người thấy ở bên ngoài nó là hình trái tim, ở trong sẽ có hai hình trái tim. Thì có nghĩa là trong tình yêu á, chúng ta sẽ cần có hai phía. Là cái thứ nhất, thứ hai là chúng ta phải có tương xứng với nhau. Những cái hạt này á, nó sẽ là những cái niềm vui, nỗi buồn trong cuộc sống. Chúng ta sẽ có những cái xen lẫn với nhau. Mình là người cùng trang trí và bây giờ mình cũng mới hiểu. Cái này thật ra là tặng cho chương trình ha. Đây là lớp nè. Lớp. Bây giờ còn đây là hai người thì mong muốn là trong thân cái chương trình này sẽ có một cặp nào đó. Quá là chưa làm chuyên kịp. Có một cặp nào đó có thể là tay nhau. Là không có đi về ha. Xin chia sẻ về ý tưởng của cặp đôi mình là tại vì cả hai đứa đều là làm trong ngành hàng không nên nên làm hai cái máy bay. Các bạn đừng có hiểu lầm là hai con cá mập hay là hai con lồng ngọc nha. Thì thật ra là hai cái máy bay mà trong cái máy bay này thì con cũng có chở cái tình yêu thương với nhiều người và tất cả tình yêu thương công việc và tình cảm cá nhân của hai đứa luôn. Thì tặng một trong ba cô gái thì mong là ba chàng trai đừng có đừng có đánh em. Thì bức tranh này thì thực sự là nhìn vào tờ giấy thì em không biết làm gì cả, chỉ biết xếp cái máy bay thì hồi nhỏ hay chơi thì xin tặng cho cô gái mà liên quan đến máy bay thì tặng cho chàng trai bạn này. À, nếu tham gia cuộc thi nhảy ba bộ sắp tới thì chắc chắn em sẽ chọn bạn Thanh, bởi vì bạn ấy đã cùng với em từ suốt đầu ngày hôm nay đến cho đến hiện tại thì em thấy là hai người rất là hợp nhau, em và bạn Thanh. Trong cuộc thi nhảy ba bộ sắp tới á, Du quyết định là chọn bạn nữ cùng làm với mình, tại vì hai người cũng có một cái ý thông điệp chung với nhau là dành cho chương trình này là muốn kết nối tất cả mọi người với nhau, thì Du muốn là cùng bạn này tham gia trò chơi này.
Trong cuộc thi nhảy bao bố sắp tới thì mình muốn chọn bạn Hoàng Mỹ, là bạn cũng cùng với mình làm cái bức tranh về trang trí hôm ngày hôm nay. Sẽ đi về đâu đấy? Đi về đây. Em muốn được tham gia thử thách này, thật là em muốn tham gia được thử thách này với lại Hoàng Mỹ, nhưng mà Hoàng Mỹ đã có nhảy chung với lại Cường rồi thì bây giờ bắt đầu nha. Quan điểm 1, 2, 3 là chúng ta bắt đầu. 3, 4. Mình nước khả năng thắng rồi đó. Quay về thấy không? Thấy không? Cái cây đúng rồi. Mình cứ từ từ mình thắng rồi. Thấy không? Thấy không? Đội chiến thắng là đội của Hoàng Mỹ với lại Cường. Chúc mừng bạn hai bạn.